Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện mới của tác giả Sư An. Bộ truyện được mang tên là Một đời chấp niệm. Đây là bộ truyện mà tác giả Sư An đã viết và gửi cho kênh. Thì chúng ta cũng đã biết tác giả Sư An đã rất thành công và nổi tiếng trong các dòng truyện ma và tâm linh. Lần này, không biết tác giả Sư An viết truyện tâm lý xã hội hiện thực như vậy thì sẽ như thế nào? Khôi rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ. Và bộ truyện này Khôi sẽ thực hiện trong vòng 2 tập. Cũng nhân đây, cho Khôi được cảm ơn chị Huyền đã gửi tiền ủng hộ cho kênh. Kính chúc chị có thật nhiều sức khỏe và luôn an yên trong cuộc sống. Khôi cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1. Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu từ chỗ góc nhà thương rẽ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Xe, đụng ngọn rạch Cần Thơ quanh co lần lên tới đó. Con rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc. Có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Xe Phong Điền được, khỏi phải đi dòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch giường tược thạch mậu, nhà cửa liên tiếp. Hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xuê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậy mặt nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, tạo nên cái không khí mát mẻ u nhàn. Bên mé rạch phía tây mặt lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc hai hàng mà ngọn dê ra rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen kẽ những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ. Cây nào cũng lùm thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay hái được, chẳng cần phải trèo leo. Ngó ra con đường này, cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước, có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lồm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển vật tốt tươi, bông hoa còn nở đủ sắc ở hai bên và phía sau nhà. Giường tược sởn sơ rậm rạp, người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ của một người phong lưu mà phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạch mậu này thuộc của ông xã Nhẫn, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được làng dân kính sợ nhất ở đây. Tiết tháng giêng, một buổi chiều, tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sụp xuống dưới ngọn cây sâu vườn, nên phía trước sơn đã mát. Ông xã Nhẫn với người vợ trẻ của mình là cô Cẩm Tình đi ra vườn hoa. Ông cầm cây kéo mà mới hớt đọt sữa nhánh cho những cặp kim quýt, cần thăng, huỳnh mai bùm sụm trồng trong những chậu lớn. Còn bà thì đi vòng theo mấy bụi hường và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa người ở tưới bông. Ông xã Nhẫn ngót nghét 48 tuổi, hình dốc dong dãy, gương mặt nghiêm nghị có phần khắt khe, đại diện cho tầng lớp gia trưởng của thời cuộc hiện nay. Còn vợ đã được 35 tuổi rồi, đã có một mặt con, nhưng mà nhờ cô có sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ thông thả trí, sớm tối ngồi thiền tụng kinh, lại siêng ăn các món thanh đạm, chẳng có buồn lo về sự chi hết, nên dung mạo của cô vẫn còn xuân sắc thơi thới, cái đẹp vẫn còn đầy đủ. Người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân, đôi mắt trong trẻo thanh khiết, tựa như dòng suối ẩn sâu trong rừng, vừa thanh lãnh, đạm mạc, có phần thoát tục. Dạng dặm xung quanh đây, cô Tình tuyệt đối không phải là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng những người con gái đẹp khác khó lòng mà sánh được với khí chất của cô. Cái khí chất diễm mỹ tuyệt tục, xinh đẹp mà không dung tục ấy, khiến người đối diện cảm thấy kính nể mấy phần. Người ta thường nói, chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần. Vợ chồng hơn kém tận 30 tuổi nhưng vẫn chung sống rất hiệp hòa. Đơn giản là vì cô Tình luôn phục tùng theo ý ông xã Nhẫn, nên vợ chồng ít khi có dịp cãi giả. Cô Tình xuất thân là con nhà giáo, cha của Tình là ông giáo dạy chữ ở làng. Bởi vậy từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Vợ chồng cưới nhau được một năm
thì sinh được một mụn con trai là cậu Tú Tài. Cậu Tú Tài năm nay đã 16 tuổi, học hành cũng không nổi bật, nên đã sớm nghỉ ở nhà, coi quản thâu thuế ruộng đất giúp ba mẹ. Rồi thôi, chứ cô Tình không sinh đẻ thêm nữa. Kế đó một thời gian, ông xã Nhẫn đi xem hát, rồi làm cho cô Đào Hát có bầu, sanh được thêm một mụn con trai đặt tên Tú Tân. Nhưng ông xã Nhẫn không rước về, chỉ lẳng lặng mua căn nhà nhỏ, rồi sắp xếp cho hai mẹ con ở, chứ không có cưới hỏi chi hết. Cô Tình cũng biết, nhưng thời này, đàn ông năm thê bảy thiếp vốn là chuyện thường tình. Tình cũng không ưa cái tánh ấy của chồng lắm đâu, nhưng chồng chú vợ tôi, cô cũng không thể làm gì được, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Miễn là cậu Tú Tài con cô vẫn là trưởng tử của cái nhà này là được rồi. Minh à! Ông xã Nhẫn đương tỉa mấy lá sau của chậu cây kim quýt thì chậm rãi quay lại. Ông cũng thôi không cắt tỉa nữa mà đi lại ghế đá ngồi xuống. Cô Tình cũng nhẹ nhàng rót một chung trà ấm đưa đến. Ông xã Nhẫn nhận lấy, hóp một ngụm, khà ra một tiếng rồi mới trả lời. Có gì mà kêu? Chuyện cưới vợ cho con á, mình nghĩ xong chưa? Ông xã Nhẫn nheo mắt. Cái chuyện hôm bữa mình nói đó hả? Dạ, con gái ở huyện Hàm Tân bên kia rạch cái tác đó. Chị huyện là chỗ bà con xa của tôi, con nhỏ đó ngộ nghĩnh lắm. Tôi nhắm cũng xứng với Tú Tài con mình, mà anh chị huyện Hàm Tân cũng tử tế nữa. Ông xã Nhẫn lại hốt một ngụm trà, khề khà đáp. Quan trọng là người ta có chịu thằng con khờ nhà mình hay không. Không biết tôi làm gì sai mà ông trời lại cho đứa con chậm chạp lù đù như vậy. Xã Nhẫn có chút oán hận nói. Cô Tình nghe thì cau mày, nét nhìn có chút khó chịu, cúi mặt đáp. Tại tôi năm đó chăm con không cẩn thận, để con té xong nên mới ảnh hưởng khờ khờ dại dại. Mình đừng vì như vậy mà không thương con thì tội nghiệp cho con lắm. Nói vậy thôi, chứ làm sao mà không thương cho được. Mình thấy được thì coi ngày đi, rồi qua giảm hỏi. Thằng Tài năm nay cũng 16, lớn bụng rồi. Mình cũng đâu có sống đời mà lo. Cưới vợ dễ đặng có người chăm sóc cho nó. Nghe chồng đồng ý, lại nói thương con trai, cô Tình nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Gương mặt thanh lãnh, hiếm khi tươi tắn như vậy. Rõ là do cô đang có chuyện vui trong lòng, khiến cho ông xã Nhẫn nhất thời không quen. Đã rất lâu rồi, ông mới thấy người phụ nữ này tươi cười như vậy. Ông nheo mắt nhìn vợ. Người con gái này 18 tuổi đã gả cho mình. Đã mười mấy năm trôi qua, mình thì đã già đi trông thấy, sức khỏe cũng đã sớm không còn tốt như trước, mà cô ta thì vẫn y như vậy, dường như không có dấu hiệu của tuổi tác, vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như bị thời gian bỏ quên mất rồi. Nói là vợ chồng đã mười mấy năm, nhưng ông vẫn có cảm giác người phụ nữ này rất xa cách, mặc dù mọi chuyện nhất nhất đều theo ý ông. Nhìn thì có vẻ rất phục tùng, nhưng thực chất lại có cảm giác là cô ấy chẳng thèm quan tâm. Phu phụ tương kính như tân, một chữ cũng không sai lệch, cũng không biết trong lòng cô ấy có coi mình là chồng hay không nữa. Là một người tự phụ, lại gia trưởng, ông xã Nhẫn lúc nào cũng mặc định mình có thể năm thê bảy thiếp, nhưng vợ mình thì chỉ có thể có duy nhất mình ở trong lòng mà thôi. Thế nhưng cô Tình quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà, ít khi đi chơi. Bởi vậy, ông cũng yên tâm. Cô Tình ngồi đối diện đang vui trong lòng, nghĩ sẽ coi ngày rồi chuẩn bị lễ cưới đàng hoàng cho con trai. Nhưng trước tiên là phải cho con trai hay tin này, vì chính cậu là người đến xin cô nói với cha cưới con gái ông huyện Hàm Tân cho cậu. Cô Tình là mẹ cũng muốn chiều lòng con trai nên đã đồng ý. Nghĩ thêm, nếu làm xui với bà huyện Hàm Tân thì thân lại càng thêm thân. Tú Tài vào đây, mẹ nói chuyện chút con. Cô Tình gọi con trai vào phòng nói chuyện, ánh mắt âu yếm nhìn con trai. Cậu Tú Tài năm nay đã 16, trổ mã cao lớn. Đường nét trên gương mặt phần lớn là giống mẹ, chứ chẳng có chút gì giống cha. Cậu thừa hưởng nét đẹp trong trẻo, thanh lãnh của mẹ. Nhưng tánh tình cậu thì trái ngược hoàn toàn với tính lãnh đạm của mẹ. Đầu óc của cậu cũng bất đồng với cái tên Tú Tài của cậu.
cậu ngơ ngơ chứ không được lanh lợi như người ta. Cũng tại cái tai nạn năm đó khiến cậu thành ra như vậy. Đó dường như cũng là vết thương lòng không thể quên của cô Tình. Cô cứ dằn vặt bản thân suốt ngần ấy năm. Mẹ, chuyện đó mẹ nói với cha sao rồi? Cậu Tú Tài sốt sáng hỏi mẹ. Cô Tình khẽ mỉm cười trước sự nôn nóng muốn lấy vợ của con trai. Làm vợ, cô có thể lãnh đạm kính trọng chồng, nhưng cô không thương chồng. Nhưng làm mẹ thì cô rất thương con, nhất là đứa con không được lanh lợi này. Không biết sau này nếu cô không ở bên cạnh nó có thể yên ổn sống tốt hay không? Có thể hy vọng hết mọi thứ vì con, thấy con vui thì cô cũng vui. Mẹ nói rồi, cha con cũng đồng ý rồi. Cậu Tú Tài cười tươi rói, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt non nớt. Con biết mẹ thương con nhất mà. Bây giờ thì thương mẹ nhất, nhưng có vợ rồi thì thương vợ nhất phải không? Cô Tình có chút mất mát nói. Cậu Tú Tài gãi gãi đầu cười trừ. Kỳ thực, cậu rất thích chị Thi, con gái bác Huyện. Mẹ cậu với bác Huyện là bạn bè thân. Ngày nhỏ bác Huyện hay dẫn chị Thi sang đây chơi. Cậu nhìn chị ấy thì đã thích từ rất lâu rồi. Đến năm nay, cả hai đều đã lớn. Cậu 16, chị ấy đã 20, lại xinh đẹp như vậy, sợ lắm mối đến hội cưới. Cậu lo lắng trong bụng, nên mới thú thiệt cái tình cảm với mẹ, rồi xin mẹ nói với cha sang hội cưới Thi cho mình. Nhưng mà con bé Thi đó, nó đẹp có tiếng ở cái xứ này. Mẹ nghe chị Huyện nói, có nhiều mối giàu có ở Vĩnh Long hỏi, mà nó dục dạc không có chịu. Anh chị Huyện thì có mình nó là con, nên cưng chiều dữ lắm. Chuyện cưới hỏi còn phải xem ý nó có chịu hay không nữa đó. Cô Tình câu mày nói, vô thức nhớ đến đứa con gái tên Thi kia. Con bé ấy, cô chứng kiến nó lớn lên từng ngày, cũng có chút hiểu biết về tính tình của nó. Xinh đẹp thì ở xứ này khó có ai bằng. Cái nét đẹp sắc sảo có phần quá đậm so với tuổi ấy, làm cô Tình không thích cho lắm. Tính tình thì ôi thôi, khôn lanh lại ương bướng, kiêu kỳ cũng có tiếng, muốn gì được đó. Cái tính tình ấy cũng có phần lớn do anh chị Huyện nuông chiều mà ra, mới dưỡng ra được một đứa con gái như vậy. Nghĩ cũng lạ đời, con nhỏ đó từ nhỏ đã kiêu căng, không thích chơi với ai, ấy vậy mà lại chịu chơi chung với đứa con trai khờ nhà cô. Cô Tình qua quan sát cũng thấy ánh mắt nó nhìn con trai mình không có được mấy phần thiện cảm, thậm chí là ghét bỏ khinh mạt. Nhưng không hiểu sao lại cứ thích sáp lại tìm con trai mình mà chơi. Nhớ hồi lúc 10 tuổi, ngày nào gia đình nhà Huyện Hàm Tân cũng phải chèo xuồng đưa nó sang đây chơi với Tú Tài. Nhưng đến lớn hơn một chút, ra dáng thiếu nữ thì mới chịu tem tém lại một chút, ít sang đây hơn. Đôi gò má cao của nó thoạt nhìn đã cảm thấy cao số rồi. Là một người mẹ, cô đương nhiên không hề mong muốn một đứa con gái như vậy về làm dâu. Con trai cô nhất định sẽ bị vợ chèn ép. Cô lại muốn tìm một đứa con dâu hiền hậu hơn. Nhưng con trai năn nỉ quá, cô đành phải miễn cưỡng chấp nhận Thi. Phần khác, cô cũng muốn làm xui với bạn mình là cô Huyện Hàm Tân. Cậu Tú Tài nghe mẹ nói vậy thì cũng có chút lo lắng. Cậu lại sụ mặt xuống. Cậu thật sự rất thích Thi. Nếu không cưới được chị ấy, cậu cũng không muốn cưới ai hết. Cậu nũng nịu như con nít, lắc lắc tay mẹ, nói: Mẹ gán nói với bác Huyện gái xem, biết đâu bác ấy khuyên chị Thi được thì sao? Cô Tình nhìn tâm trạng đang vui đột ngột đi xuống của Tú Tài thì biết con trai đã thương người ta thật rồi. Thương một đứa con gái như vậy, không biết là phúc hay họa nữa đây. Cô Tình theo bản năng lo lắng thay cho con trai. Cưới được một đứa như vậy, sau này người chịu thiệt thòi chắc chắn là con trai cô. Nhưng nghĩ lại cũng có mặt tốt. Nó khôn lanh như vậy thì có thể chăm sóc bảo vệ con trai khờ của cô. Điều tất yếu là nó phải thương con cô thì mới được. Cô Tình nghĩ đến đây thì hơi lo lắng trong lòng. Cô Tình cuối cùng cũng nhờ thầy xem được ngày tốt
cùng chồng con sang bên kia rạch để dạm hỏi. Ông xã Nhẫn mình mặc áo dài đen nghiêm nghị chống gậy. Cô Trình mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng cũng mặc bộ áo dài nhung gấm tối màu, chân mang giày thêu hoa để xứng đôi với chồng. Mà ngạc nổi, cô đẹp nên mặc những thứ ấy vào chẳng những không làm cô già đi mà lại khiến cô thêm sang trọng. Gương mặt đoan trang nhã nhặn phản phất nét lạnh lùng như nước trong. Đi bên cạnh chồng trước sau, nhìn vẫn rất gượng gạo. Cậu Tú Tài thì mặt mày sáng láng hớn hở, tóc chảy ma ninh láng ống, mặc áo trắng quần tay, đầu đội mũ barret mua hết 12 đồng. Nhưng nét cười lại lộ rõ cái sự ngây ngô của một đứa trẻ, thoạt nhìn có nét giống mẹ hơn là giống cha. Một nhà ba người đi xuồng lớn qua bên kia rạch, rồi đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà huyện Hàm Tân. Đặt chân vào cổng, ông bà huyện đã ra tiếp đón nồng nhiệt. Bà huyện thì quá thân quen với cô Tình nên rất thân thiết mà nắm tay cô vào nhà, mời ngồi ở bàn lớn giữa nhà. Ông xã Nhẫn ngồi đối diện với ông huyện, cô Tình thì ngồi đối diện với bà huyện. Không khí hơi ngượng nghịu. Cô Tình tuy là mẹ chú rể, đúng ra là nên đứng ra chủ động nói trước, nhưng tính cô đạm mạc ít nói, lúc này lại càng không biết phải nói gì. Ông xã Nhẫn mới chậm rãi cất lời. Thưa anh chị, hôm nay vợ chồng tôi có dắt cháu nó qua đây để xem mắt cháu nhà. Bà huyện cũng tươi cười rót trà mời, vừa đáp. Dạ, được anh chị vừa mắt con nhỏ nhà tôi á, thiệt là có phước phần. Bà huyện cũng biết được cô Tình muốn cưới con gái cho con trai của cô. Bà cũng ưng làm xui với cô Tình lắm. Nhưng ngạc nổi cậu Tú đầu óc ngây ngô, không được lanh lợi, nên bà đáng đo dữ lắm. Nếu lấy phải một người như vậy, chỉ sợ con gái bà sẽ khổ cả một đời. Mặc dù nhà xã Nhân với nhà cô Tình giàu có lớn, của cải ăn mấy đời cũng không hết, lại hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ. Nhưng nói thẳng ra, cậu Tú Tài hoàn toàn không xứng với đứa con gái xinh đẹp nhà bà. Càng nghĩ, ông bà huyện Hàm Tân lại cảm thấy tốt nhất là không nên tán thành cái mối hôn sự này. Nhưng thì con gái bà, nó cứ ậm ờ mãi không trả lời dứt khoát, đặng bà biết đường mà trả lời cho người ta. Chẳng thà nó không chịu thì bà dứt khoát từ chối với cô Tình. Đằng này bà cũng không biết con gái muốn cái gì. Vậy anh chị cũng biết rõ gia đình tôi, nếu cháu nó được về làm con gái bên này thì vợ chồng tôi thương yêu hết lòng, thay anh chị dạy dỗ chăm sóc nó. Ông huyện nhìn cậu Tú Tài cười ngây ngô thì thở dài, ngẫm nghĩ nếu cậu bình thường như người ta thì gả con gái cho xã Nhẫn giàu có là chuyện tốt không gì bằng. Ấy vậy mà trời lại không vừa lòng người. Cậu như vậy ai mà biết được sinh con ra có bị di truyền cái bệnh ấy của cậu hay không. Ông huyện Hàm Tân không muốn mang cuộc đời của con gái ra đánh cược, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối nhà người ta, nên đành tặc lưỡi nói. Hai gia đình chúng ta là chỗ quen biết cũng lâu rồi, hiểu rõ nhau quá mà. Anh chị cũng biết vợ chồng tôi chỉ nhất ý nhất quở một đứa con gái này nên thương nó lắm. Hễ nó ưng ai á thì tôi mới gả, còn mà nó không ưng á, vợ chồng tôi cũng không nỡ ép. Cưới sinh là chuyện cả một đời, vợ chồng nó phải thương nhau thì mới sống với nhau được. Mình ép nó, lỡ sau này nó không hạnh phúc, nó lại oán mình. Ông xã Nhẫn cười phì đáp lại. Thở đời nay, cha mẹ đặt đâu thì con gái ngồi đó, ai lại nói như anh chị chứ? Thiên hạ mà nghe, người ta cười anh chị chết. Dĩ như nó ưng nhà nghèo mạt rệp thì lấy đâu ra mà hạnh phúc? Chừng đó anh chị cũng ưng mà gả hay sao? Ông huyện Hàm Tân hiểu rõ ý tứ nhạo báng trong lời nói ấy của xã Nhẫn, nhưng vẫn tươi cười đáp lại. Anh nói phải lắm, nhưng ngạc nổi vợ chồng tôi không giống như người ta. Con gái tôi thì tôi thương lắm, chỉ muốn nó được một đời hạnh phúc thôi. Nó ưng nhà nghèo cũng được, miễn người ta tử tế, biết yêu thương nó là được rồi. Nhà tôi cũng đủ ăn đủ mặc, không sợ vợ chồng nó đói khát khổ cực. Còn thiên hạ muốn cười muốn chê gì á, vợ chồng tôi xin chịu. Ông xã Nhẫn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm chung trà lên uống, ánh mắt không rõ ý tứ. Cô Tình lúc này thấy vậy mới nhẹ nhàng nói. Anh chị nói vậy á thì vợ chồng tôi cũng xin nghe.
nhưng tôi thấy cháu Thi ngày trước cũng rất thích sang chơi với thằng nhỏ nhà tôi. Nói không chừng tụi nó có duyên nợ. Vợ chồng tôi cũng xem cháu Thi như con gái trong nhà. Hay là bây giờ mình gọi cháu Thi ra hỏi ý cháu nó xem. Nếu cháu nó chịu thì tôi xin cưới cho Tú Tài. Còn bằng không chịu thì vợ chồng tôi cũng không dám ép. Miễn cho mất tình cảm giao hảo bấy lâu của gia đình hai bên. À, dạ chị nói chí phải. Để tôi gọi cháu ra nó chào hỏi anh chị. Nghe cô Tình nói hợp lý hợp tình như vậy, bà huyện Hàm Tân hết cách, đành cười đáp, rồi sai người gọi cô Thi ra để chào hỏi. Cô Thi vừa tròn 20, hôm nay cô mặc chiếc áo xuyến màu hột gà, tóc bới gọn gàng cùng ngũ quan diễm lệ, đôi mắt to tròn sắc sảo, hàng mi dài mà lại cong dúc, chân mày đều đặn, chiếc mũi cao thẳng mà cánh mũi gọn gàng, cùng đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sáng, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng ngà. Thi từ bên trong dở bức màn sáo đi ra, bộ đứng dáng đi hết sức tự nhiên, không vì sự có mặt của một nhà ba người kia mà e dè. Cô mỉm cười, một nụ cười mỹ hoặc như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện. Ánh mắt cô đầu tiên rơi trên gương mặt của một người, bị người đó nhìn lại đột ngột, cũng không nghĩ người đó lại nhìn mình, khiến cô có chút ngại ngùng. Gương mặt lúc này mới e thẹn, đôi gò má ửng hồng, càng thêm xinh đẹp câu người. Một nhà ba người xả nhẫn đều chăm chú nhìn người thiếu nữ mới vừa bước ra. Mỗi người một suy nghĩ. Ông xả nhẫn bất ngờ khi trên đời này lại có đứa con gái xinh đẹp đến như vậy. Nhất thời, lòng ông nổi lên một ý niệm xấu xa. Đứa con gái xinh đẹp như trời ban này lại làm vợ một đứa ngốc nghếch như con trai mình thì quả thật là phí của trời. Phải làm vợ ông thì tốt hơn. Cô Tình cũng quan sát đứa nhỏ mà đã lâu lắm rồi cô mới nhìn kỹ đến vậy. Cô biết Thi đẹp nhưng lại không nghĩ nó xinh đẹp đến mức này, khiến cho một người trước giờ không quá để ý đến dung nhan như cô cũng phải ganh tị. Lại nụ cười mị hoặc lả lơi kia là ý gì? Chẳng lẽ nó không biết Tú Tài thích nó sao mà còn câu dẫn như vậy? Cô cảm giác đứa nhỏ này không nông cạn đâu. Người ta thường có câu hồng nhan họa thủy, xinh đẹp quá cũng chưa chắc tốt, dễ có mệnh hào hoa, có thể lại là mối tai họa ngầm. Chỉ sợ con trai cô không thể quản được một người vợ như vậy. Cô cũng thấy Thi dường như đang nhìn mình, nên cô chỉ nhìn một chút rồi rất nhanh dời ánh mắt. Cậu Tú Tài thì ngây ngẩn nhìn chị Thi xinh đẹp trước mặt. Chị ấy từ nhỏ đã có dung mạo động lòng người như vậy rồi, cũng có cảm giác chị ấy không thích mình, mà mình cũng không xứng với chị ấy. Nội tâm cậu bị một cơn hoảng sợ xâm chiếm, sợ chị ấy từ chối. Cậu vô thức đưa bàn tay run run bấu lấy vai mẹ. Cô Tình cũng chậm rãi dỗ dỗ tay con trai mà trấn an cậu. Dạ con chào hai bác. Thi nhỏ nhẹ cất lời chào người lớn, ánh mắt vẫn thẹn thùng rơi trên người ấy, hồi hộp đúng như đang được người ta xem mát. Ờ, bác xã hôm nay đến đây là có ý muốn cưới con cho Tú Tài. Cha mẹ tôn trọng ý của con, nếu con chịu thì cha mẹ mới gả, còn không thì cũng không sao. Hai bên gia đình vẫn là tâm giao. Ông huyện Hàm Tân ẩn ý nói với con gái rượu của mình. Ông cũng đinh ninh chắc rằng con gái sẽ từ chối, bởi trước đây có rất nhiều đám mối tới hỏi. Giàu sang có, học thức có, quyền thế cũng có, mà con gái ông đều từ chối hết thảy. Không lẽ nào lại ưng cái mối ngu ngơ khù khờ này? Con gái ông lại không giống kiểu ngu ngốc mà đi chọn một người chồng như vậy. Cô Thi mỉm cười, hai tay khoanh lại lễ phép cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tinh nghịch e ấp, nửa muốn nói, nửa như ngượng ngùng. Tựa như muốn trêu đùa tất cả những người có mặt ở đây, ánh mắt vẫn thẹn thùng nhìn người mà cô chăm chú nãy giờ. Dạ thưa, con... Bà huyện Hàm Tân thấy vậy mới nói. Con nghĩ như thế nào thì cứ nói ra, không ai la rầy đâu. Cô Tình cũng chăm chú quan sát, thấy con gái này trong ánh mắt rõ ràng là đã có ý chịu rồi mà vẫn cố tình ấp úng như trêu người lớn vậy. Cô chứng kiến Thi lớn lên từng ngày, cũng cảm thấy tính tình của Thi vốn không phải e ấp dễ xấu hổ như vậy. Rõ là đang có ý đồ gì đây mà, sao lại chăm chăm nhìn mình như vậy?
Chẳng lẽ nó muốn mình đích thân mở lời hay sao? Cô tình thử một chút, cất lời. Thì năm nay đã lớn như vậy, lại còn xinh đẹp nữa, cũng đến tuổi thành lập gia thất rồi. Thì được cô tình khen, chẳng những không ngại, lại cười càng tươi. Nét ửng hồng lại càng thêm đậm đà, nở nụ cười sáng lạn nhìn cô tình, có lẽ cũng là mẹ chồng tương lai. Nếu Thi chịu về bên nhà làm dâu, hai bác nhất định thay anh chị Huyện đây dạy dỗ và chăm sóc tốt cho con. Thi nhìn sâu vào mắt cô tình, rồi lại nhìn cậu Tú Tài, cũng nhẹ nhàng hỏi. Cô tình hứa chứ? Thi rất tự nhiên kêu tên cô tình, khiến tất cả mọi người ở đó đều chưng hửng. Ông Huyện lại ái ngại nhìn vợ chồng xả nhẫn, sợ tất trách mình không biết dạy con. Cô tình nhìn đứa con gái trước mặt mỉm cười. Quả đúng như cô nghĩ, đứa nhỏ này là muốn chính miệng cô mở lời, lại còn ngang nhiên hỏi gàn như vậy. Có đứa con gái nào mà tánh tình như nó không? Nghĩ vậy, nhưng cũng bất động thanh sắc đáp lời. Cô hứa mà. Thi mỉm cười, ánh nhìn lại càng nồng thắm hơn, không giấu được vẻ hạnh phúc. Dạ, vậy con xin vâng lời ạ. Cô tình hơi nheo đôi mắt, giọng điệu có chút không tin. Ông bà Huyện cũng chết trơn, phải hỏi lại. Vậy là con chịu gả cho Tú Tài hả? Dạ, con với Tú Tài chơi với nhau từ nhỏ, cũng có cảm tình, nên con đồng ý à. Ông xã Nhẫn lúc này mới trầm giọng nói. Cháu nó đồng ý rồi, anh chị Huyện đây chắc cũng không phản đối chứ hả? Ông Huyện Hàm Tân bất động gương mặt, giọng yếu xìu, đáp. Cháu nó đồng ý thì vợ chồng tôi cũng chấp thuận. Vậy xem như cuộc gặp gỡ ngày hôm nay viên mãn, vợ chồng tôi xin phép về đặng mời thầy xem ngày lành tháng tốt, qua đây cưới cháu Thi cho con trai tôi. Dạ, để tôi tiễn anh chị. Cô tình khoan thai đứng dậy, từng động tác đều rất nhẹ nhàng để con trai nắm tay mình. Thi cũng rất tự nhiên mà đi sau, nở một nụ cười không rõ ý tứ. Cậu Tú Tài cũng vui mừng không kém, cậu không ngờ chị Thi lại đồng ý như vậy. Cậu tuy ngốc nhưng thật lòng thích chị ấy, có lẽ chị ấy cũng cảm nhận được nên mới đồng ý làm vợ cậu. Cô tình thấy con trai mặt mày tươi rói thì cô cũng vui trong lòng. Một đám cưới đầy đủ các nghi thức cũng nhanh chóng được diễn ra. Có cả cô đào hát vợ lẽ của ông xã Nhẫn cùng con trai riêng của cô ta là Tú Tân cũng đến, với tư cách đàn trai đứng ra tiếp khách. Cô tình cũng rất tự nhiên mà đối đãi, hoàn toàn không có ý tị nạnh với hai mẹ con họ. Nhưng ai cũng biết cô là vợ lớn mà lại khoan dung như vậy, nên lại càng kính trọng cô hơn. Cô Thi xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, nét đỏ ẩn lên gương mặt lại càng thêm đậm đà nổi bật. Đám cưới hai nhà chỉ cách nhau con rạch nhỏ, mà mấy chiếc xuồng lớn đậu kín con rạch. Cổng cưới được kết bằng lá dừa đều tăm tắp, vẫn còn thơm mùi lá tươi. Cô dâu đi đến bờ bên kia, người ta đã trầm trồ trước nhan sắc diễm áp quần phương, đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả, khiến mọi người chói cả mắt. Bà Huyện Hàm Tân khóc rấm rứt đưa con gái về nhà chồng. Bà không biết gả con gái cho một đứa khù khờ như Tú Tài có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Bà chỉ sợ con gái sau này sẽ khổ. Ông Huyện Hàm Tân thì vẫn như cũ, mặt mày yếu xìu, ai nhìn cũng biết là ông không ưng bụng cuộc hôn nhân này. Duy chỉ có cô dâu là nét mặt có sắc vui lạ thường. Xã Nhẫn và cô tình đi phía trước, cô dâu chú rể đi phía sau. Cô tình trong trẻo thanh lãnh, hoàn toàn đối lập với nhan sắc bức áp của con dâu phía sau. Cậu Tú Tài hết nhìn mẹ rồi lại nhìn vợ. Hai người phụ nữ xinh đẹp bất phàm. Một người là mẹ, một người sắp là vợ, đều yêu thương mình. Cậu có cảm giác mình là người may mắn nhất trên đời. Cô dâu chú rể cúi lại tổ tiên, sau đó là cha mẹ hai bên. Giây phút ấy, cô tình cũng hạnh phúc nhìn con trai mình đang vui vẻ dập đầu dưới chân. Mặc dù không ưng đứa con dâu này cho lắm, nhưng thấy con trai vui, cô cũng hài lòng mà vui theo. Sau khi nhìn con trai chán chê, cô mới quay sang nhìn con dâu. Giật mình khi thấy Thi lại đang chăm chú nhìn mình
y như cái ngày qua dặm hỏi. Ánh mắt kia cũng không rõ ý tứ là gì, lại nụ cười mị hoặc như vậy, đúng thật là khó lường. Mình cũng không phải là loại mẹ chồng ác độc như người ta, cớ sao lại nhìn mình thâm sâu có chút nóng bức như vậy? Cô Tình bản tính hiền lành, ít nói, nên cũng không muốn bác lỗi, lại di dời ánh mắt, không nhìn con dâu nữa. Đám cưới lớn cuối cùng cũng kết thúc, căn nhà mới ồn ào náo nhiệt, trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Trễ rồi, hay là mình cho em với con ở lại đây nha? Cô Đào hét ưỡn ẹo nói với ông xã Nhẫn. Cô Đào còn nhỏ tuổi hơn cả cô Tình mà lại có thể dẻo miệng, tùy tiện mè nheo với đàn ông trước mặt người khác như vậy. Cô Thi nhìn thôi cũng cảm thấy chướng mắt rồi. So với cô Tình đoan trang nhã nhặn, quả thật là như nước suối thuần khiết với nước bẩn trong ao, quấy đục một cái bẩn hết cả người. Nhưng nếu so sánh cô Đào với cô Tình thì quả thần thiệt thòi cho mẹ chồng của mình quá. Ông xã Nhẫn khó xử nhìn cô Tình một cái, thấy thái độ vợ lớn vẫn đạm mạc như vậy thì mới âm trầm đáp. Ờ, cũng được, cô qua cái phòng nhỏ phía sau đó mà ngủ đỡ, sáng mai về sớm đi. Vậy tối nay mình có qua với em không? Cô Đào lại dày mặt hỏi. Thi nghe mà đã chói cả tai, nét khinh khi lại càng hiện rõ trên mặt. Vô thức liếc sang mẹ chồng một cái, cô Tình vẫn một gương mặt lãnh đạm như không có chuyện gì. Thực chất thì cô cũng không quan tâm thật. Thì thay biểu cảm như vậy cũng mừng mừng. Người phụ nữ này quả là tâm tư sâu không thấy đáy. Nhìn xem ánh mắt đó kìa, không thể nào đoán được mẹ chồng đang nghĩ gì. Thì bất giác mỉm cười, cảm thấy đầy thú vị. Ngồi đối diện, cậu Tú Tân đang quan sát người chị dâu xinh đẹp này. Cậu lại nhìn sang Tú Tài, sự nối tiếc dâng trào trong lòng. Người con gái xinh đẹp như vậy lại là vợ của một tên khờ, khác nào hoa lại cắm bãi phân trâu. Tú Tân cũng mặc kệ ánh mắt khinh miệt của Thi dành cho mẹ mình, cậu vẫn si ngốc, tranh thủ ngắm nhìn cái nhan sắc xinh đẹp ấy lâu thêm một chút. Ở đây chỉ có cậu Tú Tài là người vô tư, ngây thơ nhất. Cậu cứ cười cười suốt vì cái niềm vui lấy được người trong lòng. Chính thức bất động, ông xã Nhẫn cũng câu mày. Cô Đào có cảm giác mình hơi đòi hỏi quá đáng, cũng tự thân không dám đòi hỏi nữa, chỉ có cánh tay là vẫn đang quàng lấy tay của xã Nhân không buông. Bữa cơm kết thúc, ai nấy đều về phòng riêng. Ông xã Nhẫn không biết nghĩ gì mà lại về phòng của vợ lớn chứ không đến phòng của cô Đào. Ở bàn ăn, thấy thái độ lãnh đạm có phần nhợt nhạt của cô Tình, ông cảm thấy hơi khó chịu. Ông không thể chấp nhận cái việc trong lòng cô không có ông. Bản chất tự phụ trong lòng lại trỗi dậy. Hôm nay tiếp khách khứa lại có uống chút rượu nên lại càng bức bối. Cô Tình thổi đèn vừa ngồi lên giường đã nhỏ nhẹ nói. Cô Đào ở đây lạ chỗ, mình nên qua với cô ấy một chút. Ông xã Nhẫn câu mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Mình không ghen ư, hay giống trong lòng mình không hề có tôi? Cô Tình mà không nóng không lạnh đáp. Ai mà lại không ghen không giận khi mà chồng mình có người đàn bà khác? Nhưng em là vợ của mình, cũng nên làm những chuyện khiến mình vui lòng. Nếu cô Đào có thể thay em khiến cho mình vui thì em làm sao mà dám ngăn cản? Từng lời nói ra đều rất hợp lý, khiến ông xã Nhẫn có muốn giận cũng không thể nóng với cô. Hôm nay tôi muốn ở lại với mình, lại đây. Ông xã Nhẫn thô bạo kéo người cô Tình lại, muốn làm cái chuyện vợ chồng. Cô Tình vẫn lãnh đạm để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Ông xã Nhẫn nhìn cái gương mặt vẫn bất động ấy thì phát bực trong lòng. Bao nhiêu năm nay vẫn như vậy, có khác gì khúc cây khúc gỗ không hả? Rõ là chán mà. Cô không muốn thì tôi đi tìm người khác. Tôi biết trong lòng cô có hình bóng của người khác, không hề coi tôi là chồng. Cô Tình chậm chậm kéo lại áo, khẽ đáp. Xuất giá tòng phu, em chỉ có một mình thôi. Tốt nhất là nên như vậy. Nói rồi, ông xã Nhẫn đỏ mặt, bực dọc mở cửa đi đến phòng của cô Đào. Đêm đó không biết cô Đào tỉ tê bên gối như thế nào, lại đồng ý để mẹ con cô chuyển hẳn về nhà lớn này ở. Có lẽ cũng một phần là vì thái độ của vợ lớn đêm qua khiến ông không hài lòng.
cũng nên để cô ta chịu cái cảnh chồng chung này một chút, thì cô ta mới biết quý trọng mình. Cô Tình nghe tin ấy cũng không có phản ứng gì. Cô cũng đoán được ý giận dỗi của chồng. Sống gần ấy năm với nhau, cô hiểu tính tình của Xã Nhẫn không nhiều cũng ít. Gã đàn ông ấy ích kỷ gia trưởng như thế nào, cô đều biết hết. Càng phản đối, ông ta lại càng làm thêm chứ không có ích gì. Chi bằng không quan tâm, không để ý thì dễ sống hơn. Cậu Tú Tài lại càng không để ý. Cậu ngây thơ nghĩ, trong nhà có thêm người lại càng thêm đông vui. Ngay cả đám gia đình trong nhà cũng cảm thấy hai mẹ con bà lớn nhà này quả thật không phải người phàm. Không hề biết ghen tuông giận hờn, để ý chuyện thế nhân gì hết. Duy chỉ có Thi là để mắt. Cô không thích hai mẹ con cô Đào dọn về ở đây chút nào. Cô cảm giác cô Đào kia không an phận. Mẹ chồng cô xem ra sắp phải đối mặt với một con hồ ly tinh gian xảo đây. Mẹ con cô Đào được dọn về nhà lớn ở lại càng hống hách, nhất là cô Đào, ỷ được ông xã nhân chiều chuộng thì lại càng đắc ý. Ỷ lớn hiếp nhỏ, hay làm khó dễ người ở trong nhà, vuốt mặt không nể mũi, lại thích gian dẻo lời dặn của vợ lớn. Cậu Tú Tân thì không giống mẹ, cậu ít nói nhưng lại hay để ý, mà cậu để ý nhất là Thi, người mà cậu gọi là chị dâu. Càng nhìn lại càng cảm giác mê mẩn, chỉ ước gì Thi là vợ của cậu. Suy nghĩ ấy từng giây từng phút lắng động lại mà thành, dần dà như trở thành chấp niệm trong lòng của cậu. Thi tuy mới về làm dâu, nhưng cô không xa lạ gì với căn nhà này. Từ nhỏ, cô đã nhiều lần theo mẹ sang đây chơi với mẹ con cô Tình rồi, nên đối với một số người, một số việc, cô cũng đã hiểu biết nhất định. Gia đình thì có người hiền, có người thích a du su nịnh. Cha chồng tuy gia trưởng, nhưng cũng không để ý nhiều đến chuyện con cái, để toàn bộ chuyện dạy con dâu cho cô Tình làm chủ. Duy chỉ có mẹ con cô Đào này là không thể nào ưa được. Cô Đào chưa được cưới gì mà lại dám lấy thân phận mẹ hai, nhiều lần làm khó dễ mình. Thi lại không phải là người dễ bắt nạt. Cô sinh ra là con ông huyện, gia đình giàu có nên tánh tình cũng không dễ sai biểu, không dễ tùy ý dạy dỗ như vậy. Nếu là mẹ chồng cô dạy thì cô mới nghe, chứ loại người dốt đạt cán mai như cô Đào, xuất thân thấp kém thì lấy tư cách gì dạy cô. Nghĩ vậy, nhưng Thi cũng không ngốc mà nói ra, chỉ dùng thái độ khinh mạc đáp lại, khiến cô Đào nhiều phen tức muốn ói máu, nhưng không thể làm gì được. Cô Tình cũng không phải vô tâm đến mức không thấy được là cô Đào muốn làm khó dễ con dâu của mình. Cô không xen vào, vì thấy con dâu cũng không hiền để bị bắt nạt như vậy. Hiền là chỉ có con trai cô hiền mà thôi. Mẹ! Thi khẽ gọi, đã lâu như vậy rồi mà chữ mẹ này cô vẫn cảm thấy gượng gạo, khó thốt ra đến như vậy. Cũng là do cô Tình quá trẻ, trẻ đến mức khó có thể gọi bằng một từ mẹ. Gọi cô hay chị thì dễ nghe hơn. Chuyện gì? Cô Tình vừa uống nước chậm chạp trả lời. Thi bị thái độ hời hợt của mẹ chồng thì khó chịu, lời nói tiếp theo lại mang theo ý giận dỗi nồng đậm. Mẹ một chút cũng không quan tâm bà ta sao? Cô Tình ngạc nhiên, hơi nhíu mày nhìn con dâu. Cô không hiểu vì sao nó lúc nào cũng cầm ràng một bên mình mà không phải là chồng của nó. Lại nhìn xem ánh mắt giận dỗi như muốn làm nũng kia là ý gì? Từ ngày về làm dâu, mình cũng có làm khó dễ gì nó đâu, mà lúc nào cũng bực dọc, hay là mặt giận với mình, lại nấu đủ thứ món ngon vật lạ cho mình ăn, là muốn lấy lòng mẹ chồng sao? Không giống với tính tình nó chút nào. Con lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Bà ta hôm nay lại cố tình bắt con Sen giặt đi giặt lại mấy bộ đồ đó, còn không phải là muốn làm khó người ở của mẹ sao? Mẹ cứ im lặng vậy riết á, bà ta sẽ được đàn chân lên đàn đầu đó. Cô Tình chỉnh đốn Thi. Dù gì cũng là vợ của cha, con phải gọi là mẹ hai chứ không nên gọi bà ta như vậy. Cô Tình nói như vậy là vì không muốn con dâu bị người ta vu cho cái tội hỗn hào. Nếu cô Đào nghe được lại nói cô không biết dạy con dâu,
Thi cũng hiểu ý của mẹ chồng, nên chu môi ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, nhưng chỉ những lúc có mặt bà ta thôi. Còn bây giờ chỉ có con với mẹ thì con vẫn gọi như vậy. Cô Tình lắc đầu chịu thua với đứa con dâu ngỗ nghịch này. Hình như đây mới đúng là tính cách thật của nó. Mà mẹ nhất định nó phải làm gì đó, chứ chẳng lẽ để bà ta làm chủ cái nhà này hay sao? Cô Tình cười nhạt. Con ít á, chết vì cái miệng. Con để ý như vậy làm gì? Chi bằng con quan tâm đến chồng mình một chút thì tốt hơn. Dạo này mẹ thấy Tú Tài ốm mà sắc mặt uể oải hơn trước nhiều đó. Cô Tình thật sự lo lắng khi nghĩ đến gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt hổm sâu của con trai. Cũng không nghĩ vợ chồng son mới cưới lại có thể ân ái hao tổn sức khỏe đến như vậy. Đứa con trai yếu ớt của cô làm sao mà chịu nổi về lâu về dài được. Con trai thì xuống sắc tiều tụy như vậy, mà nhìn sang con dâu thì vẫn thơi thới, nét đẹp lại càng đậm đà, thì cô Tình nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Quả thật như cô dự đoán ư, con trai khờ của cô đúng là bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Một người làm mẹ, khi thấy con mình chịu thiệt, cô làm sao vui cho được, hiển nhiên có chút ác cảm với con dâu. Thi cũng cảm nhận được cái nhìn không thiện cảm của mẹ chồng đối với mình. Cô cũng chột dạ khi đối diện ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ ấy của mẹ chồng. Cô làm sao dám thú nhận với mẹ chồng rằng là từ lúc cưới nhau về đến giờ, mỗi đêm cô đều bắt Tú Tài ngủ trên ghế. Cái ghế cây vừa cứng vừa ngắn, Tú Tài khờ khạo, nằm co cũng chịu đựng, ngủ không ngon giấc nhiều đêm liền như vậy, hiển nhiên sức nào mà chịu nổi, không xuống sắc tiều tụy mới lạ. Cô Tình mà biết mình đối xử với con trai cô như vậy, không biết sẽ ác cảm với mình như thế nào. Nghĩ thôi, Thi cũng đã cảm thấy rùng mình. Cô chỉ sợ mẹ chồng sẽ có ác cảm và ghét mình. Thi thật sự không muốn chút nào. Ngẫm nghĩ phải thay đổi cách ngủ của Tú Tài để khôi phục lại cái dáng vẻ khỏe mạnh mới được. Cô Đào bên này thấy cô Tình thì ngó lơ sự hiện diện của mẹ con cô. Con dâu thì nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt. Cô lại càng tức tối. Có cảm giác căn nhà này ai cũng coi thường mẹ con cô hết. Cũng phải thôi, ông xã Nhẫn có cưới hỏi gì cô đâu mà đòi người ta tôn trọng. Cô cái gì cũng không thua, duy chỉ có xuất thân là thua chị kém em. Cô Đào giận chó đánh mèo, lại càng ghét cô Tình hơn. Nhưng có vẻ cô Tình không dễ đối phó. Đứa con dâu chanh chua kia lại càng không thể bắt nạt. Cả nhà chỉ có Tú Tài là khờ khạo, ra tay ở chỗ của nó là dễ dàng nhất. Nghĩ là làm, tâm địa xấu xa với những ý nghĩ tâm tối len lỏi vào căn nhà vốn đang yên ổn của cô Tình. Cô Đào lén đến gặp một pháp y cao tay ở trong vùng, dùng tiền để nhờ ông ta làm bùa ngải. Một lá màu vàng, lão thầy dặn về nhà lấy tóc hoặc quần áo của người bà muốn yểm bỏ vào bên trong. Người đó sẽ sa sút tinh thần cũng như sức khỏe. Còn một lá khác cũng màu vàng, nhưng trên đó có vẻ nguệch ngoạc mấy chữ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Thầy lại dặn về đợi đến tháng, lấy máu kinh của chính cô quẹt lên rồi đốt cho người đó uống, đảm bảo người đó sẽ nhất nhất nghe theo lời cô. Cô Đào muốn ông xã Nhẫn nghe lời mình nên nhất quyết muốn cho ông uống lá bùa này. Còn về phần Tú Tài, nếu sức khỏe cậu ta không tốt, tốt nhất là mất sớm một chút. Toàn bộ tài sản của xã Nhẫn sẽ thuộc về Tú Tân, con của cô. Chừng đó, cô Tình không có con trai để làm chỗ dựa, lấy gì đấu với mình? Cô Đào hả dạ nghĩ, âm thầm tìm cơ hội để cho xã Nhẫn và cậu Tú Tài uống nương co tro của hai lá bùa. Ông xã Nhẫn thì cô rất dễ dàng cho ông ta uống, vì số là đêm đến, ông ta ở bên phòng cô nhiều hơn hẳn ở với vợ lớn. Chỉ cần pha một ấm trà đen đặc đã có thể thành công cho vào miệng ông ta. Nhưng về phần Tú Tài thì hơi khó. Cậu lúc nào cũng kè kè một bên vợ, nên cô Đào không có dịp để ra tay. Đành lén pha lẫn vào chén canh của cậu trong bữa cơm. Cô Tình thấy chén canh của con có tí bụi đen thì lấy muỗng vớt ra bớt, nhưng cũng không nghi ngờ gì mà đưa chén canh lại cho cậu. Mọi bi kịch nghiệt ngã từ đấy cũng bắt đầu.
Ông xã Nhẫn dạo ấy tính tình cũng dễ cấu gắt hơn, nhất là đối với cô Tình. Cứ nhìn gương mặt thanh lãnh kia lại có cảm giác như bị cô xem thường, lại bị cô đào tỉ tê một bên. Xã Nhẫn nghĩ đến ngần ấy năm, mỗi khi vợ chồng gần gũi thì mặt cô lại lạnh như tiền, thành ra bực bội. Nhất định là trong lòng có hình bóng ai khác mới đối xử với ông như vậy. Tối hôm đó, sau khi đi đám dỗ về đã ngà ngà say, xã Nhẫn bắt đầu kiếm chuyện. Cô Tình, lại đây. Cô Tình cảnh giác được có chút lạ lẫm từ người chồng lớn tuổi, không biết ông ta muốn gì nữa đây. Mình mệt rồi thì nghỉ sớm đi, tôi quạt cho mình mát. Tôi muốn cô lại đây. Ông cũng không thương tiếc gì, xé toạc chiếc áo lá trắng của cô rồi gầy xuống giường một cách thô bạo. Cô Tình bị một trận hành hạ bất ngờ đau đớn. Ông xã Nhẫn chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với mình như vậy. Rõ ràng là có vấn đề, nhưng lại không biết là gì. Cô ẩn nhẫn chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng. Xã Nhẫn dằn vặt thân xác, cắn lấy bầu ngực khiến cô đau đến ứa nước mắt. Cô Tình là người thanh nhã, nhưng hành động này của chồng khác nào sỉ nhục cô. Nét mặt đau đớn ấy bị ông xã Nhẫn nhìn thấy, qua con mắt dục vọng ghen tuông kia lại trở thành giọt nước mắt đau đớn vì phẫn uất. Ông khều khào nói: Cô uất ức lắm sao? Ngủ với chồng mà khổ sở như vậy ư? Hay là cô đang nhớ thương đến cái thằng nào đó mà cô tương tư suốt ngần ấy năm hả? Cô Tình nghe những lời ấy thì như đinh đâm vào tai, nước mắt lại lan dài. Lời nói ấy khác nào sỉ nhục danh giá của cô. Cô xoay mặt không trả lời. Ông xã Nhẫn lại càng thêm tức giận, thẳng tay tát vợ một cái vì cái tội dám ương ngạnh với mình. Đừng để tôi bắt được thằng đó là ai, tôi sẽ cho cả cô và nó sống không bằng chết. Cảnh này đều rơi vào mắt của Thi. Cô đứng lén bên ngoài đều nghe thấy hết. Cảm giác lòng ngực đau nhói. Mẹ chồng của cô lại sống cảnh khổ sở đến vậy, cô làm sao giúp được đây? Thi lầm lũi bước về phòng, hai hàng nước mắt rơi, không cách nào kìm lại được. Về đến phòng, Thi lại thấy Tú Tài nằm bệt dưới nền gạch tàu. Cả người cậu co giật nôn mửa, những thứ ăn lúc chiều đều bị ói ra hết. Hai mắt cậu đục ngầu, môi cậu thâm xì. Thi hoảng hốt đỡ người cậu dậy. Tú Tài, em sao vậy? Từ ngày lấy nhau về, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng những lúc chỉ có hai người, Thi nhất định không cho cậu gọi mình bằng vợ, cũng kêu cậu là em, y như lúc hai người còn nhỏ. Cậu khờ khạo nên đều nghe theo lời Thi. Nếu Thi vui thì cậu cũng sẽ vui. Tú Tài giọng nói ngắt quãng. Em khó thở, ngực em đau quá. Nằm xuống, chị sai người đi rước thầy tới xem mạch cho em. Thi hớt hải chạy ra ngoài, hô hào mọi người đánh xe ngựa đi rước thầy Lan. Cô Tình uể oải vừa mặc lại áo thì nghe ôm sòn bên ngoài lại là giọng của con dâu. Cô cũng lắng tai nghe một chút. Chừng nghe đến cậu Tài bị cô giật ngất xỉu thì cô bật dậy hốt hoảng chạy qua xem. Cô lo lắng hối thúc bầy trẻ đi rước thầy về xem bệnh cho con trai. Căn nhà bị một phen rộn ràng, cả ông xã Nhẫn và hai mẹ con cô Đào cũng chạy qua. Nét mặt cô Tình căng thẳng ngồi một bên hỏi con dâu. Tú Tài nó bị làm sao vậy? Cô không biết, vừa về phòng thì đã thấy chồng con nằm dưới đất rồi. Thi cũng lo lắng chột dạ trả lời. Lần đầu tiên cô thấy mẹ chồng nổi giận, nét mặt thật sự đáng sợ, khác hẳn với vẻ thanh lãnh ngày thường. Qua một hồi, gia đình cũng đã rước được thầy tới. Thầy Tư chào ông xã Nhẫn rồi nhanh chân đi vào xem bệnh. Thầy Tư trầm ngâm bắt mạch một lúc rồi chậm rãi nói: Mạch tượng cậu nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu bệnh chi hết. Cô Tình sốt sáng hỏi: Vậy sao con trai tôi lại có giật ói mửa như vậy hả thầy? Có lẽ do cậu ấy chịu lạnh lâu ngày, phổi sợ lạnh nên tổn thương, chịu khó tối ngủ, cho cậu mặc ấm một chút thì sẽ không sao. Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc bổ phổi, nhờ người nhà theo tôi đến y quán để lấy thuốc. Dạ, cảm ơn thầy. Sau khi thầy Tư rời đi, mẹ con cô Đào thấy cũng hết chuyện nên cũng đi về. Cô Đào hét nở nụ cười đắc ý khi cái chuyện cô làm không bị phát hiện.
Hồi nãy thầy Tư vô bắt mạch, làm cho cô sợ muốn chết. Sợ lộ ra thì cô chỉ có nước chết với ông xã Nhẫn. Nhưng thầy Tư là thầy Lan mà, có phải thầy Pháp đâu mà biết được. Ông xã Nhẫn sâu cơn thỏa mãn, nghe con trai không sao thì cũng đi về phòng cô Đào mà ngủ. Cô Tình vẫn chưa yên tâm nên ngồi một bên lo lắng cầm tay Tú Tài, cau mày nhìn xuống giường. Giường phòng con trai được lót mấy lớp dày cộm, mền thì hai cái lớn để gọn ở đó. Làm gì có chuyện con trai cô chịu lạnh mà tổn hại đến phổi được. Lại thấy trên giường giống phải là hai cái gối, nhưng bây giờ chỉ có một. Đào mắt xung quanh phòng để tìm thì thấy trên ghế là cái gối còn lại. Chợt hiểu ra, cô quay sang nhìn con dâu như thắc mắc. Thi chột dạ, cô cũng hoảng hốt vì hậu quả mình gây ra quá lớn. Mẹ chồng cũng đủ thông minh để đoán được phần nào đó nguyên nhân sự tình. Nếu mình không bắt Tú Tài ngủ trên ghế cây thì cậu sẽ không chịu lạnh đến phát bệnh như vậy. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của mẹ chồng, cô lại càng sợ hãi. Cô sợ mẹ chồng sẽ có ác cảm với mình. Thái độ im lặng cúi đầu như vậy chính là ngầm xác nhận rồi. Cô Tình dẫu có hiền như thế nào thì cũng thật sự tức giận, lại xót xa đứa con trai yếu ớt đang nằm ở kia. Tú Tài cô đứt ruột đứt gan đẻ ra, dẫu có khờ khạo cũng là máu thịt, là sinh mạng của cô. Có thể đối với cô như thế nào cũng được, nhưng duy chỉ có đụng đến Tú Tài là không được. Tôi hỏi cô, vì sao cô lại chịu lấy con trai tôi? Cô Tình cố gắng cân tức giận lại mà hỏi Thi. Thi bị nét mặt lãnh đạm ấy của cô Tình thì phát hoảng, ức nghẹn trong cổ họng. Cô không muốn mẹ chồng dùng thái độ ấy đối với mình. Cô yếu ớt đáp. Vì con thương... Cô Tình lại gằn giọng. Thương thì sao vợ chồng lại ngủ riêng? Lại còn bắt nó ngủ trên ghế cây vừa cứng vừa lạnh như vậy hả? Thi bị nói lớn tiếng nên ức nghẹn. Cô làm sao nói ra được? Người cô thương là Tình chứ không phải là con trai của Tình cơ chứ. Nếu không gì để có cơ hội tiếp cận sớm tối ở bên cạnh Tình, cô làm sao chịu lấy người chồng khờ kia? Nếu không phải vì gương mặt của Tú Tài có vài phần giống với Tình thì có chết cô cũng không ưng cậu đâu. Cái ngày đám cưới, cô đã hy vọng như thế nào? Người mình gả cho là Tình chứ không phải con trai của Tình. Ngày giảm hỏi, cô cũng ậm ờ bắt chính miệng Tình phải mở lời. Điều đó khiến cô có cảm giác người hỏi cưới cô là Tình chứ không phải là ai khác. Thi thật sự rất yêu Tình, yêu từ rất lâu rồi, từ cái năm 10 tuổi non nớt ấy. Lần đầu tiên cô gặp người thiếu nữ mái tóc dài, mặc áo xuyến xanh đứng bên bờ sông, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Cô cảm giác như tiên nữ lạc bước xuống hồng trần vậy. Cái bóng dáng lạnh lùng lãnh đạm như tiên tử ấy đã ghi sâu vào ký ức non nớt của Thi. Gần ấy năm, Thi vẫn luôn nhớ mong về cái hình bóng ấy như một chấp niệm không thể nào xóa nhòa. Thi từ nhỏ đã kiêu căng như thế nào lại chịu chơi chung với Tú Tài? Cũng đều là tìm cớ để đến gặp Tình mà thôi. Nhưng Tình dường như chưa bao giờ để ý đến cô. Mọi chú ý của Tình đều tập trung đổ dồn về con trai là cậu Tú Tài. Thi cũng vì vậy mà rất ghen tị với Tú Tài đã được Tình yêu thương như vậy. Thi cũng ước được Tình bế vào lòng, cưng nựng như Tú Tài vậy. Vậy mà Tình chưa từng đối xử với cô như vậy. Khi không có mặt của Tình, cô lại ức hiếp Tú Tài để xả cơn giận. Càng lớn, Thi càng giận mình, hoảng hốt nhận ra tình cảm ấy chẳng những không bớt đi mà lại càng tăng dần theo thời gian. Cũng không quản việc bản thân cô là con gái lại đem lòng yêu mến một người con gái khác là có bao nhiêu phần kỳ lạ, kinh hãi thế tục. Thi từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều bảo bọc nên cô không để ý quá nhiều đến ánh mắt của thế nhân. Cô sống vì cảm xúc của chính bản thân mình nhiều hơn là phải làm vừa lòng người khác. Sao vậy? Bộ tôi la cô là sai hay sao mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tiếng của cô Tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Thi. Cô mới thôi ánh mắt uất nghẹn nhìn mẹ chồng. Phải, sự thật bây giờ Tình đã là mẹ chồng của cô rồi. Cô xin lỗi. Thấy thái độ thay đổi bất đồng với lời nói của con dâu, Tình cũng bất ngờ. Dường như không giống với tính Tình ngang ngược của Thi mỗi ngày thì phải. Nhưng Thi cũng không nói được gì,
đành dịu xuống. Chăm sóc cho nó tốt một chút, nó bây giờ đã là chồng của cô rồi. Mấy lời này của Tình như đinh đâm vào tai của Thi. Cô không quản được nội tâm đang rơi xuống vực sâu của mình. Có phải hay không, cô đã chọn sai cách để tiếp cận người cô thương. Với cái thân phận mẹ chồng con dâu này, Tình liệu có hiểu được và chấp nhận tình cảm của mình hay không? Lại chưa nói cả hai đều là phận đàn bà nữa chứ. Tương lai có bao nhiêu khó khăn đây? Nhìn gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt kia của Tình, lòng cô cũng lạnh lẽo bấy nhiêu. Đường đến trái tim của con người này thật sự rất cách trở. Chỉ là cô đã yêu quá lâu, quá sâu đậm, không thể từ bỏ, cũng không hề muốn từ bỏ. Dù không thể nói ra, nhưng chỉ cần được âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh Tình thôi cũng đã đủ lắm rồi. Thời gian sau đó, Thi không dám để cho Tú Tài ngủ ở ghế nữa. Cô đổi chỗ cho cậu lên giường nằm, còn cô lót mền ở dưới đất mà nằm. Nhưng dường như sức khỏe của cậu cũng không khá hơn là mấy. Tuy không còn ói mửa, cũng như cô giật nữa. Cậu ăn không ngon, gương mặt lúc nào cũng tiều tụy, ánh mắt lờ đờ. Cậu giống có da có thịt, vậy mà chỉ mới một thời gian ngắn đã ốm đến xanh xao. Cô Tình nhìn con thì không khỏi xót xa. Cô lại càng nghi ngờ Thi đã không chăm sóc tốt cho con mình, không làm tròn bổn phận của người vợ. Thi bị nghi oan lại không thể giải thích được hiện tượng lạ của Tú Tài. Tú Tài cũng đã nói đỡ thay cho vợ. Là do sức khỏe của con yếu thôi, mẹ đừng có trách Thi. Cô Tình thấy con trai bên vợ như vậy thì thở dài bất lực. Cô ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cũng không khỏi xót xa. Thi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh này, lòng thật sự áy náy, tự trách bản thân khi đã hại Tú Tài đến mức bệnh như vậy. Cô giặt khăn ấm, lau tay chân cho cậu. Đột nhiên hoảng hốt khi để ý thấy móng tay cậu hôm nay chuyển hẳn sang màu nâu đỏ. Thi vội giặt áo cậu lên thì cả hai người mới giật mình. Trên lưng cậu nổi hàng những đường bầm đen chồng chéo lên nhau kín cả lưng. Bên dưới lớp da mỏng ấy như có những con trùng gì đó bò ngọ ngoại. Thi đưa tay chạm đến thì Tú Tài nhăn mặt. Thi mới hỏi: Bị như vậy bao lâu rồi? Tú Tài ngơ ngơ lắc đầu trả lời: Không biết. Cô Tình cũng chưng hửng khi thấy bộ dạng của con trai. Là mẹ chăm sóc con không tốt, con bị như vậy mà mẹ không hay biết để con trở nặng như vậy. Thi nghe vậy mới nói: Mẹ à, không phải là do chúng ta chăm sóc không tốt, rõ ràng đây là biểu hiện của tà thuật. Cô Tình bản tính hiền lương, cô làm sao biết mấy thứ này? Cô cũng không hiểu được ai lại hại con trai cô cơ chứ. Mẹ đợi con một chút. Thi nói rồi, cô đi một mạch xuống bếp, sai người lột ngay hai quả trứng gà đem lên. Thi lột vỏ trứng vẫn còn đang nóng hổi. Cô chậm chậm lăn lên bề mặt lưng của Tú Tài. Bị trứng nóng, hơi khói bốc lên, trứng lăn đến đâu, phần da ở chỗ đó co lại, mấy vết bầm đen nhạt hơn, mấy thứ ngọ ngoại lúc nhúc, quặn quẹo dữ dội, rồi tắt ngấm. Cậu Tú Tài nhăn mặt tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, nắm chặt lấy tay mẹ. Cô Tình cũng nhíu mày, nắm chặt tay con trai, trấn an. Chừng lăn hết bề mặt bằng hai quả trứng, Thi bẻ đôi quả trứng gà trước mặt của cô Tình. Phần lòng đỏ bên trong chuyển sang một màu đen kịch. Khói bốc lên cũng nồng nạc một mùi thối đến kinh hồn. Cô Tình không tin vào mắt mình. Sau khi Tú Tài ngủ rồi, cô mới phẫn uất nói: Ai lại ác độc với Tú Tài như vậy? Nó có làm hại gì ai đâu. Thi lúc này mới cười lạnh. Mẹ còn chưa nghĩ ra ư? Cô Tình vẫn không tin, nói: Ý con là... Còn ai ngoài mẹ con bà ta? Từ ngày bà ta về đây, mẹ không thấy lạ sao? Cha tự dưng lại cấu gắt với mẹ, lại còn hành hạ mẹ nữa. Cô Thi bức xúc nói ra, mới chợt phát hiện mình lỡ lời.
Cô Tình cau mày nhìn con dâu đầy thâm ý. Sao nó lại biết? Nhưng dù gì cũng là chuyện tế nhị, nên cô Tình không tiện hỏi thêm. Ngoài mẹ con bà ta thì ai có thể vào đây làm chuyện này? Cũng may là vẫn còn nhẹ, nếu lòng đỏ trứng mà chuyển sang màu đỏ tươi thì không thể cứu được tu không thể cứu được chồng con đâu. Nếu chồng con xảy ra mệnh hệ gì thì người hưởng lợi sẽ là con trai của bà ta. Mẹ không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Thi đanh mặt nói, gương mặt sắc sảo lại, nét giận càng thêm đậm đà, tự như rắn dữ phùng mang. Tú Tài là sinh mạng của Tình, Tú Tài xảy ra chuyện gì thì Tình là người đau khổ nhất. Tình đau thì cô cũng đau. Con phải đi tìm gỡ lại, cho quật ngược lại mẹ con bà ta mới hả dạ. Chuyện này để mẹ tính, con không được làm bậy. Mẹ... Cha con rất ghét cái chuyện bùa ngải mê tín này, lại trọng sĩ diện. Nếu làm càng thì không khéo người bị thiệt sẽ là chúng ta. Cô Tình chậm rãi phân tích. Cô hiền chứ cô không ngu. Nhất là người đàn bà kia đã chủ động hãm hại con trai cô một cách ác độc như vậy. Bản năng của người mẹ bảo vệ con mình một khi trỗi dậy sẽ rất mạnh mẽ. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.